Hello, xin kính chào các bạn và các quý vị thân thương của tôi. Hôm nay là một buổi sáng, đây này, một ông già đi tập thể dục. Buổi sáng cũng như là mỗi ngày, nhưng mà bây giờ mình chân đau thì mình ít đi dạo lắm. Hôm nay thời tiết nó cũng rất là đẹp, buổi sáng mát mát các bạn, đây này trời rất là đẹp các bạn, buổi sáng nắng đẹp. Thì mình đi dạo và chân đau thì mình ngồi mình nghỉ. Và muốn ngồi làm một cái video này chia sẻ và trả lời các bạn mấy câu hỏi vừa qua. Thì trước khi vào tâm sự, mình mong muốn các bạn xem hết video và yêu quý mình, giúp đỡ mình nhé. Và mình rất cảm ơn các bạn trong cái thời gian vừa qua đã yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ mình rất là nhiều. Thì bây giờ mình đi vào chủ đề chính. Là hôm nay mình làm một cái video này trả lời câu hỏi các bạn hỏi vì sao người Đức người ta lại không ăn những cái trái cây mà vừa rồi mình đăng lên. Thì có một số bạn không xem và lại hỏi mình nhà có nhà vườn to thế, trồng cái cây mận to ngon thế, nhưng mà mình trả lời các bạn rằng cái đấy không phải của nhà mình, mà cũng không phải nó mọc hoang các bạn, của thành phố người ta trồng. Ở cái trong thành phố còn không có, chứ ở ngoài thành phố ấy. Nghĩa là ngoài thành phố là hai bên đường có nơi thì người ta trồng lê hai bên đường, sai rúc rỉu luôn, quả ngọt cực kỳ. Nơi thì người ta trồng hai bên đường là táo, nơi thì người ta trồng hai bên đường là cái quả mận đen. Nhưng mà rất tiếc là mình ngồi đây mình nói thế này không có cây để mình chỉ dẫn cho các bạn. Hôm trước đi thì bảo bọn em có vặt không thì chúng nó không thích, nhưng mà họ không ăn, không vặt, nó rụng đầy đường ý, ngọt lắm. Ngày xưa mình còn đi vặt để mình bán ấy. Thế rồi vừa rồi mình đăng mấy cái mận đỏ, mận vàng, táo lên, các bạn hỏi là tại sao người Đức không ăn ấy. Thì hôm nay mình trả lời các bạn rằng lý do người Đức không ăn là vì người ta tin vào kiểm nghiệm lắm các bạn ạ. Người ta rất tin vào kiểm nghiệm. Người ta cho là trồng tự nhiên như thế, nó không có kiểm nghiệm thì nó không an toàn. Nhưng họ có biết đâu là họ cứ đi mua, họ có biết đâu là cây trái người ta trồng, người ta phun thuốc sâu trước khi nó ra hoa để chống sâu, người ta phun nó ra hoa cho nó sai, người ta phun thuốc cho nó đậu quả nhiều, rồi khi đậu quả nhiều người ta lại phun thuốc kích cho nó nhanh lớn, rồi kích cho nó nhanh lớn lại kích cho nó nhanh chín các bạn, nó rất nhiều công đoạn thuốc. Rồi khi thu hoạch nhé, trên đường người ta mang đi xuất khẩu người ta lại xịt thuốc để chống bảo quản được lâu dài, các bạn thấy ăn rất là nhiều các loại thuốc. Nhưng mà họ có biết đâu, họ cứ tin mà đi mua. Có những người ở nhà người ta trồng ở nhà vườn ấy, cũng có nhà người ta ăn, nhưng có nhà người ta không ăn, người ta trồng cho hay thôi, người ta để rụng đầy gốc ấy. Cái cây cherry ấy, là trước đây mình khỏe là mà mình còn cứ đi vào nhà vườn ấy, mình mang cát bia cho họ hoặc là mình hỏi mua, nhưng người ta không lấy tiền, người ta cho mình vặt cả cây đi bán bằng tiền hàng cả trăm ấy, vài trăm ấy, một cái cây cherry các bạn ạ. Kể cả bây giờ cũng thế, rồi có cả những cái loại, các cái loại khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình đau chân rồi,
mới lại không có xe ô tô nên là không đi được. Trước đây mình có xe ô tô mình đi, mới vào nhà vườn vặt xin người ta cho đi bán cứ một vụ hè cũng được khối tiền đấy các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì đấy, các bạn thấy không, già nó nhanh lắm. Đấy, mình nói về, mình trả lời các bạn vì sao mà người ta không ăn. À lại còn cái nữa là, các bạn có biết không, những cái cây đấy là không phải nó mọc tự nhiên, mà người ta trồng, thành phố người ta trồng. Nó rụng xuống đất thì không sao, nhưng nếu mà có một ai đó vặt họ mặc kệ thì không sao. Còn nếu họ báo, báo thành phố, báo công an thì mình cũng là mắc cái tội ăn cắp các bạn ạ. Đấy, nó cũng là cái tội ăn cắp. Để rụng ở đường thì không sao đâu. Ví dụ như là cả những con động vật cũng thế. Động vật là không được phép săn bắt, là người ta không săn bắt. Và người ta cũng sợ nó. Những cái lúc mà ở hồ, ao hồ đấy, mọi người mang đồ ăn đến cho nó. Những con nga, con thiên nga này, con ngỗng, con vịt rời, con chim này, nó đông nó đến ăn mà nó rất là dạn, bởi vì người ta không bắt các bạn ạ. Rồi những cái con chim bồ câu cũng thế, người ta bảo là những cái con ấy nó có kích thích, có nghĩa là nó sống tự nhiên, nên là nó trong cơ thể của nó có những cái chất độc các bạn. Nói nôm na này như thế. Nhưng mà họ có biết đâu, các cái con vật ngày nay nuôi nó rất là khó. Đấy, cũng như cái hoa quả cũng thế thôi. Nuôi là người ta phải chích thuốc từng công đoạn một. Thuốc lớn, thuốc chống ốm, chống cúm, chống các kiểu chống. Nhưng mà ăn thịt động vật bây giờ không tốt các bạn. Cho nên là người ta không ăn là vì thế. Và cái thứ hai nữa là người ta cấm, không được phép săn bắt những cái độc vật, động vật hoang dã như thế là không được phép săn bắt. Cho nên là họ cấm các bạn ạ. Và hôm nay mình trả lời cái lý do tại sao mà Tây người ta không ăn những cái hoa quả đấy. Thì bây giờ mình nói thì các bạn hiểu rồi nhá. Thì cái video này là mình muốn dừng ở đây. Thì trước khi dừng là mình mong muốn các bạn xem hết video và ủng hộ mình nhé. Các bạn thấy cái video nó có ý nghĩa thì các bạn like và chia sẻ cho nhiều người được biết, để cho mình có thêm động lực làm video mới các bạn nhé. Và rất mong muốn các bạn luôn luôn đồng hành ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Và bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.